Xin chào anh chị em thân mến. Thì sắp tới chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường mới sau hơn nhiều tháng chúng ta bị gián đoạn kinh doanh. Thì xin cho rằng đây chính là cơ hội vàng để anh chị em tăng tốc kinh doanh và tìm kiếm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Bởi vì khi cuộc sống trở lại bình thường mới, nhu cầu của mọi người về hàng hóa, về sử dụng dịch vụ sẽ tăng trưởng rất là lớn, và các công ty bắt đầu trở lại đầu tư, trở lại kinh doanh, cho nên cuộc sống sẽ rất là nhộn nhịp, sẽ rất là đông đúc. Thì để giúp anh chị em chộp lấy cái cơ hội vàng đó, cũng như là phát triển bản thân và doanh nghiệp lên một cái tầm cao mới, thì Brandy có một ưu đãi đặc biệt cho cái khóa học Digital Marketing trong thời gian sắp tới. Đó là chúng tôi ưu đãi học phí rất là tốt để cho anh em học cái chương trình Digital Marketing chất lượng cao trực tiếp tại lớp của Brandy. Thì sắp tới Brandy khai giảng khóa học Digital Marketing chất lượng cao học trực tiếp và học từ xa tại Không An Thanh Hải. Và trong chương trình đó, anh chị em có thể có được những cái đặc biệt sau đây. Thứ nhất là anh chị em sẽ học cách viết content bằng framework, một cái công cụ, một cái sườn giúp cho anh chị em viết content một cách thuận lợi hơn, nhanh hơn. Cái thứ hai là anh chị em sẽ học cách thiết kế hình ảnh bằng Canva Pro một cách tiện lợi nhưng mà vẫn rất là chuyên nghiệp. Và đồng thời chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện Timmy, một cái thư viện lưu trữ và phục vụ anh chị em những cái mẫu thiết kế rất là đẹp, đẹp hơn những cái mẫu trên Canva nữa các bạn. Cái thứ ba là anh chị em sẽ được sử dụng những cái thiết bị máy ảnh để anh chị em có thể chụp, học cách chụp ảnh và quay những cái shot, quay video chất lượng chân thực để chúng ta sử dụng hình ảnh đó cho rất là nhiều hoạt động kinh doanh sau này. Nội dung thứ tư là sau khi anh chị em chụp và quay thì chúng ta sẽ có những cái buổi học về thiết kế, về edit video sau khi anh chị em đã quay thực tế về. Thì chúng ta sẽ dùng phần mềm Filmora để chúng ta thiết kế video cho điện thoại và cả cho desktop. Đây là một trong những phần mềm được các bạn trẻ rất là yêu thích, bởi vì nó giúp cho cái việc thiết kế video của anh chị em rất là nhanh và gọn. Một cái nội dung đặc biệt tiếp theo đó chính là anh chị em sẽ được hướng dẫn các quảng cáo hiệu quả trên Facebook. Chúng ta sẽ khai thác cái thuật toán của Facebook để chúng ta phân phối cái nội dung của anh chị em tới đến khách hàng tiềm năng với một cái chi phí không quá cao, nhưng mà các bạn vẫn đạt được cái sự hiệu quả thông qua cái việc chúng ta chuẩn bị nội dung chất lượng, chúng ta thiết lập đúng các bước để khai thác cái thuật toán phân phối nội dung của Facebook. Nhờ đó mà chúng ta sẽ có được nhiều hành vi chuyển đổi nhất. Và nội dung tiếp theo là anh chị em sẽ được học cách quảng cáo trên Google thông qua nền tảng quảng cáo Google Ads, và chúng ta sẽ chạy quảng cáo trên nền tảng TikTok, một trong những cái nền tảng được người dùng yêu thích và tải nhiều nhất hiện tại. Thì với việc chạy quảng cáo trên TikTok, trên Google, trên Facebook thì gần như là anh chị em đã phủ được cái thương hiệu của mình trên đa nền tảng khác nhau nếu anh chị em muốn phát triển đa kênh. Và cái đặc biệt nữa đó chính là anh chị em sẽ được hướng dẫn cách thiết kế một website bằng WordPress chuyên nghiệp. Tại Brandly, chúng tôi nghiên cứu rất là sâu và ứng dụng rất là nhiều WordPress, bởi vì cái sự dễ dùng, bởi vì cái sự thông minh của nó để giúp chúng ta làm website. Nếu nói tới đến website thì chúng ta phải nói đến website WordPress, bởi vì đa số anh chị em sale trên Google, chạy quảng cáo trên Google thì họ đều dùng website WordPress. Thì đó là những cái nội dung rất là chất lượng, rất là tuyệt vời để giúp cho anh chị em nắm bắt cái cơ hội kinh doanh trong cái thời điểm sắp tới, cũng như là dễ dàng số hóa cái hoạt động kinh doanh của mình
bằng những cái chương trình, bằng những kỹ năng digital marketing chất lượng cao tại Brandy. Thì nếu anh chị em có những cái thắc mắc gì thì cứ inbox trực tiếp cho Brandy, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình cho anh chị em. Anh chị em có thể xem chi tiết các chương trình đào tạo sắp tới bằng việc truy cập vào website brandy.edu.vn. Thì rất hy vọng sẽ được gặp anh chị em trong thời gian sắp tới để chúng ta cùng nhau tăng tốc cái việc kinh doanh cũng như là gặt hái được nhiều cái thành quả khi mà thời gian qua Covid đã làm anh chị em ảnh hưởng rất là nhiều cái công việc của anh chị em. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại anh chị em trong thời gian sắp tới. Mình là Xin, giảng viên tại Branding.